cây đàn, giận đời đấm vỡ cây đàn. Người ơi người ơi, tình ơi tình ơi, đấm vỡ cây đàn, giận đời bạc trắng như phôi, giận người điên đảo quên lời. Đấm vỡ cây đàn, giận người con gái yêu đàn. Buồn ơi buồn ơi, làm sao để nguôi, đấm vỡ cây đàn, giận người đôi trắng thay đen, giận đời trở như bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang dòng ca thật buồn, em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta. Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tỉnh đi tìm theo học đàn. Sau một năm trường tôi trở về quê hương, nhưng người con gái ngày ấy đã đi rồi. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng. Nàng đâu nàng đâu, nàng đâu nàng đâu, người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng xây đắm gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly, đấm vỡ cây đàn, dần người đôi trắng thay đen, dần đời trở như bàn tay. Đấm vỡ dần người đôi trắng thay đen, dần đời trở như bàn tay. Hiện diện trên sân khấu của chúng ta có những vị giám khảo rất thân với ca sĩ Quang Lê. Đó là ca sĩ Minh Tuyết. Kinh họ thủng. Thân đến mức độ họ cùng ốm và cùng tăng cân như nhau. Những câu chuyện xoay quanh về Quang Lê thường là những câu chuyện về ăn uống. Nó đã trải dài suốt mùa 1 và mùa 2 lại bắt đầu rồi quý vị ạ. Bây giờ đường bàn về anh Quang Lê tội nghiệp ảnh, hiểu dạ, không? Tại vì NASA rồi báo xuống cho anh biết là Quang Lê hiện nay là trên 100kg rồi. Nên là bây giờ mình cứ bàn về đó tội nghiệp ảnh. Mà bây giờ chị Tuyết một lát nữa chị sẽ chia sẻ rất nhiều câu chuyện về anh Quang Lê, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà chị tin chắc là bạn sẽ gặp nhiều phiền phức với lại ca sĩ Minh Tuyết, là bởi vì đây là người ta là bạn thân nên người ta hiểu rõ. Với góc độ của Xin á thì chỉ nói như thế này thôi. Trước tiên phải khen bạn. Bạn nhỏ, thấy không? Bạn có 20 tuổi đầu, đẹp trai, cao ráo, mặc như Isaac mà đi lựa Quang Lê là hình tượng là thấy ngon rồi, thấy không? Hát giọng Quang Lê thật sự nha, không phải dễ bắt chước. Bởi vì quá sạch. Âm thanh quá sạch, quá hay thì đòi hỏi cái người ca sĩ bản thân giọng phải đẹp cái đã. Cái thứ hai là bạn hát thiếu sự say mê và chủ động. Quang Lê hát không? Chuyện ngày qua tôi gặp người em gái là mặt vui hết sợ vui. Thì em cũng phải để ý những điều đó nha. Chứ còn thật ra đối với anh thì em có cái tiềm năng, nhưng dĩ nhiên nói sâu hơn là chị Minh Tuyết sẽ biết được những cái khuyết điểm của em. Cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành, xin mời ca sĩ Minh Tuyết ạ. Thứ nhất cái mà chị thấy là chất giọng em nó không giống Lê chút xíu nào đó. Chất giọng của Lê nó trong và nó sảng ra lắm. Còn giọng của em nó hơi ấm ấm và đầy hơn một tí. Rồi cái thứ hai nữa, chị phải dùng một câu là Quang Lê đó, ngoài cái giọng đẹp thì Quang Lê xử lý rất tinh tế và hát rất chuẩn. Vì thế muốn bắt chước Quang Lê vô cùng khó. Cho nên đó là một cái điều vô cùng cực khó cho em. Mà với chị nha, chị thấy em
không giống Quang Lê rất nhiều luôn. Và nhất là cái bên ngoài em lại càng không giống. Có nghĩa là Quang Lê đang thần tượng em thì đúng hơn, bởi nó ao ước sẽ có được cái tướng giống như em. Trời dễ đất thương. Ơi không những chỉ góp ý cho thí sinh mà còn tác luôn thần tượng người ta. Bây giờ nhắc cái nhẹ về cái chuyện ngoại hình của ca sĩ Quang Lê. Dạ. Chúng tôi tạm thời gác cái thời điểm này lại. À, năm 17, 18 tuổi lúc mà ca sĩ Quang Lê còn khoảng 100 kg hả? Gì? Không, hiện tại là khoảng 100 kg như là mọi người nói là cái dao động thôi. Không, nhưng mà trước đây anh ta từng mập như thế. Mình hiểu Khả Như, Khả Như nó nói là anh Lê đã từng có một cái ngoại hình dạ. sắp xỉ một tạ mấy. Thì ảnh mới bắt đầu ảnh muốn vào một trung tâm ca nhạc, ảnh phải tìm mọi cách để ảnh gầy gần như chứ em chưa một được như chút thế này. Thì để ảnh vào được trung tâm và sau khi ảnh thành danh, ảnh tìm lại chính mình và ảnh trở lại. Cho nên là trong cái giây phút này thì em nghĩ là chúng ta nên vinh danh cái khoảng thời gian mà anh ấy đã từng gầy gần giống như bạn này bằng một bức hình mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn ngay xin ở đây rồi ạ. À. Xin mời ạ. Trời ơi. Wow. Đây là Quang Lê. Thời điểm đây là thời điểm đây. Quang Lê đây là lúc mà Trấn Thành hát bài Sương Trắng miền quê ngoại. Ngoại. Bây giờ Trấn Thành sẽ hát một bài vinh danh. Dạ vâng, một bài vinh danh giống như anh Quang Lê, giống như các chương trình Oscar mà quý vị vẫn thường xem. Nhìn vào Quang Lê nè. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, cho tôi tìm lại ngạnh cũ năm nào. Ngạnh cũ năm nào. Nhưng mà quý vị ơi, quý vị à, phải thương Quang Lê. Lê á, vì cái cơ địa của Lê á, nếu mà Lê ăn ít á, Lê khó chịu lắm. Và Lê khổ là cái bản thân của Lê á, là Lê rất thích ăn mỡ. Và cái ngày mà Lê muốn được ốm như vậy để được vào trung tâm hát, để được trở thành ca sĩ, Lê phải làm tất cả mọi thứ có thể, thậm chí nó ảnh hưởng đến cả sức khỏe của Lê luôn á, thì Lê mới có thể được có ngày hôm nay. Đó là một sự hy sinh vô cùng lớn. Nghe thương quá. Thiệt. Cho nên mọi người ơi, hãy thương yêu chúng em, những người nghệ sĩ rất là mê ăn. Dạ. Một cái hố tay. Hai chị em tụi tôi nói với nhau rằng nếu chúng tôi không phải là nghệ sĩ thì hiện nay tình trạng của chúng tôi là cỡ má giàu. Thiệt. Trời quý vị ơi, trên đời này nó có những cái thứ nó cám dỗ dễ sợ, đồ ăn mà quý vị không bao giờ mà nói chứ không bao giờ hết. Không thiệt á, chết đồ ăn. Phải hiểu. Cả nhà ơi, có những đây. Nói có chứng, có chứng. Đây ca sĩ Minh Tuyết. Ở đằng sau lưng đây, của ca sĩ Minh Tuyết là đồ ăn đồ uống. Dạ, đằng sau lưng của nghệ sĩ Trấn Thành là đây, trà sữa nha mọi người nha. Rồi chè. Không. Rồi chưa hết. Trái cây, giảm cân. Nước rồi, mát. Đây rất nhiều nữa đây. Ủa cái gì vậy? Mất mặt chúng ta quá mà. Không mà phải nói mấy đứa phục vụ chị kỳ cục quá. Ăn xong không chịu dẹp để sau lưng. Giữa lòng ngực mình ao khi nhớ ai thì đừng vội
nơi em bình yên. Chạm khắp tim anh một chút thôi, mai xa rồi. Không về vì ai nỡ phân bỏ câu ước thề cho các chị người luôn xa đi trong tiếc thương. Ngày trôi qua sẽ vui lắm hy vọng, chẳng còn dấu yêu cho ai mơ mộng. Xóa hết nỗi buồn, gạt đi giọt nước lòng ngược mình tao khi nhớ ai thì đừng vội khóc hay siết tay anh nơi em bình yên. Đừng hôn nhau môi em chưa quên dư vị ngọt ngào hai ta đã trao. Đừng ôm nếu em thấy anh ta chẳng thể phủ về. Nếu trước ấy anh ta nói rằng mình ông xứng đáng với em thì đừng vội khóc, anh vẫn ở đây cho em bình yên. Chạm khẽ thêm anh một chút thôi, mai xa rồi. Xin cảm ơn Vũ Công Kim Anh và Vũ Đoàn Ô đã hỗ trợ cho Hoàng Lâm trong tiết mục này. Cái phần mở màn này không biết rằng với các vị giám khảo có cảm giác ấn tượng hay không, mà thấy bây giờ Trấn Thành ngồi thẫn thờ hết rồi. Xin mời Trấn Thành. Ngạc nhiên chưa? Rất ngạc nhiên. Tôi có xúc động đấy nha. Bây giờ chúng ta tách ra hai phần, phần diễn với phần âm thanh ha. Nếu mà nói về giọng hát, chất lượng âm thanh, cao độ, trường độ, về cái độ giống, thì hôm nay giọng hát của bạn là một bước tiến rất lớn, gần như hoàn hảo. Có nghĩa là bạn hát bằng cái sự suy nghĩ là mình là nu để mình đẩy chữ ra, chứ không phải là mình đang bắt chước. Bạn bắt đầu biết dùng hơi để tống ra, biết phát âm những cái mà yêu thương ngọt ngào, bắt đầu biết buông nhẹ. Và đặc biệt là tôi đề cao những cái nốt giọng giả thanh lên rất là đầy đặn. Nó thiệt là xuất sắc lắm. Âm thanh của bạn phát ra rất đẹp hôm nay. Tôi nghĩ là bạn sẽ còn tiến xa lắm, tại vì bạn hát live quá tốt, mà đẹp trai nữa. Bây giờ về phần diễn, vì hôm nay bạn lỡ tập trung vào giọng hát quá nhiều, nên cái mặt diễn á, nó bị tập trung quá. Mình phải giãn cơ mặt mình ra một tí. Nu Phước Thịnh là phải có những cái cười nửa môi, kiểu mà nhếch miệng lên tí, nhìn khán giả hất hất cái đầu, cái e của người ta vậy. Tại vì nu là dạng nam thần mà, hút người ta bằng những cái ánh nhìn đó. Thì bạn thiếu mấy cái đó, mà cũng khổ, vừa nhảy vừa hát cũng mệt chứ. Thành thử ra thôi, hôm nay hay quá, xí xóa cho phần đó. Đối với tôi, hôm nay bạn rất tuyệt vời. Xin cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Thế còn anh Hoàng Nhật Nam, trong cái bài này kết hợp hai cái bài á, một cái tông rất là sâu ở cái bài đầu, rồi sau đó lại cũng sôi động phô diễn những cái về vũ đạo, tương tác về sân khấu với khán giả của Nu, rồi sau đó lại trở lại cuối để mà kết lại rất là êm, giống như một cái mạch trọn vẹn đó. Ban đầu vào thì anh rất là thích cái đoạn em hát tự sự, sau đó em trình diễn và mình nhảy, mặc dù em vũ đạo rất là đẹp và rất là chắc, nhưng mà những cái động tác tay hay là những cái hắc mặt hầu như anh không thấy ở em. Nhưng mà còn cái phần sâu, cái diễn nội tâm thì anh nhận thấy là em cũng có những cái nét tương đồng. Cái phần trình diễn vừa rồi nó cũng rất là nhiều cảm xúc đối với anh. Dạ. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Không, nhưng mà thật sự là hôm nay em ngồi em nghe em thấy là đúng là bạn tiến bộ rất nhiều luôn. Đó. Hát rất giống luôn. Có đúng không vậy chị Minh Tuyết? Thật sự chương trình này khó hơn chương trình em đi thi bình thường. Mình lại phải làm một người khác mà phải làm thật giống. Chị rất là khen tất cả các thí sinh trong chương trình Ca Sĩ Thần Tượng. Cho một tràng pháo tay cho tất cả thí sinh. Điều thứ hai chị khen ở em là như thế này: em nhảy vũ đạo nhưng cái nốt em không bị chênh phô. Điều thứ ba nữa là cái cách em lấy hơi, cái khẩu hình của em đạt tiêu chuẩn để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp.
Bây giờ nói đến phần là ca sĩ thần tượng, mình giống thần tượng nha. Chị cảm thấy rằng là em có cái sự hoang mang trong cái biểu diễn của mình, từ trên nét mặt cho tới phong cách của em, từng bước đi của em. Thì chị vừa coi Nu Phước Thịnh xong tức thì trong lúc make up, thì chị nghiệm ra được một cái điều này, thì có thể là sẽ giúp cho em nè. Nu đứng trên sân khấu rất là tự tin về cái đẹp của mình. Nếu mà em càng cố làm cho mình đẹp thì em sẽ không giống Nu. Em thả lỏng một chút xíu, và Nu lúc nào đứng một chân khuỵ và một chân thẳng, và cái người của Nu sẽ nghiêng ra một bên. Đây nè, cái kiểu này gì nè, đó, nó thi phạm cái, liền. Cái tóc Nu đứng á, đúng rồi, Nu đứng ví dụ là khi mà Nu làm á, cái chân của Nu khuỵ ra là lúc nào mặt Nu cũng vậy nè. Dạ. Yeah. Nu rất là kiểu vậy, là thích cái cầm lại hay cái xíu. Có nghĩa là có là cái sự thoải mái của Nu á, phải tin mình đẹp. Phải tin mình đẹp. Mà Tuyết ơi, thật ra bạn này bạn đẹp mà đúng không? Thật đẹp mà, đẹp trai. Chừng nào mà cái mặt em danh nghĩa mà em cố tình sợ tin mình đẹp gì nhiều khi anh còi. Cái chỗ này thường là chương trình hay sử dụng cái hiệu ứng hoặc là dao đâm, rồi hoặc là bị đóng băng, rồi hoặc là sét đánh thì kia đó. Như lúc nãy chị Minh Tuyết có nói là hãy tự tin vào cái nhan sắc của mình, mà sao mỗi lần em tự tin vào nhan sắc thì em bị anh Trấn Thành đánh dập là sao nghĩa? Điều khi cái đó người ta gọi là ganh tị đó em. Đúng rồi, tại mình đẹp quá mà. Mình có thể tiếp tục bình luận được không giám khảo? Hỏi nốt đi nào, hỏi fan nữ của Nu. Người chị thân thiết dành tình cảm cho Nu rất là nhiều. Có một điều công tâm là em đã có sự thay đổi, tiến bộ. Em bắt đầu đã sử dụng âm bật của Nu. Hôm nay em chỉ bị về cái thần thái. Và một cái nữa, em không tương tác với bạn nữ. Còn một cái chi tiết nhỏ này, chị nghĩ là nó không có liên quan lắm, nhưng nó không làm cho mình được đẹp. Đó là cái tư thế ngồi của em. Cũng cái tư thế chống tay như em làm, người ta cảm thấy nó bị gượng. Em đang gồng. Cái chỗ đó theo anh là em cứ nằm sủi dài đó chứ. Để cho em hiểu rõ đơn giản là, ví dụ như người ta, nếu mà người ta thoải mái tay, người là ta nó sẽ khác tư thế này. Tay trời ơi. Không. Con Nghĩa của em nè. Đó anh... Rồi vô Nghĩa ơi. Cho em ngưng nha, cho em ngưng nha, cho em ngưng địa bản nha. Trời ơi. Trời ơi. Tết dị ứng thức ăn. Trời ơi. Thế thịt mỡ rồi nó tràn ra muốn xỉu. Mỡ đâu, cái gì gọi là mỡ? Thí dụ ngồi thoải mái người ta sẽ ngồi như vậy. Còn ổng bị vậy nè. Em bị tay ổng quắp vô vậy nè. Cũng thì em chống cái tay, nhưng em nằm em ngồi mà em chống vô như vậy thì làm sao em bị gồng. Nó phải đi ra như vậy thì nó phải đi ra nó thoải mái, còn tay quắp máy em liền. Thôi bây giờ nó nghe nè, miễn sao nó đẹp thôi, như xuống đây ngồi tôi. Trời ơi cái gì vậy? Em nói nghe nè, đây không phải Vũng Tàu mà phơi nắng vậy nha trời. Đẹp nhỏ nó vừa mới ra, nó ngồi nó tạo dáng, nó chưa hát tiếng nào thôi, tôi nghe rõ ràng với khán giả kêu trời đẹp trai quá. Đúng rồi. Vậy được rồi. Không, cái này chỉ nói thật, nói cho em thôi. Bí thiệt. Nên bây giờ tôi túm lại đơn giản thôi. Mình đạt đến đỉnh cao cao nhất là khi mình tập trung như không tập trung. Diễn như không diễn phải không? Yes. Nói là nói để bạn tiến bộ thôi, chứ bản thân phần trình diễn vừa rồi là hay. Cảm ơn Trấn Thành. Công tâm như vậy à. Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió, trôi qua không gian vào ngôi lãng sân. Những điều anh chưa nói với em, hôm chia tay cây vừa chút lá, hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn. Hát gì lên đi, đêm qua yên, trôi theo cơn mưa dòng sông trói trang, trôi theo cơn mưa niềm đau rất thật. Có bình yên nào không xót xa, xin cảm ơn Mỹ Ngọc đã hỗ trợ cho tiết mục này của Trần Thuận nha. Giám khảo Trấn Thành à, có dạ. Gì mà vui dữ vậy? Dạ không có. Chắc mới soi được cái gì đó của thí sinh. Mới soi được gì? Tối hôm qua có ngủ không?
hơi khó ngủ. Hơi khó ngủ đúng không? Dạ. Hèn gì bữa nay hát nhắm mắt quá trời. Sao kỳ vậy? Sao nay em hát nhắm mắt dữ vậy? Nhắm tập đoạn phiêu mà. Phiêu phiêu chứ nhắm đoạn là thôi chứ nhắm gì hết nguyên bài dữ vậy? Mở mắt ra dòm thấy mấy bà thần ngồi dưới sợ. Thấy thương quá à. Thầy bố không, miếu. Anh thấy là hôm nay em thật sự lo lắng. Em không có tự tin bằng em đã từng. Cá nhân anh rất là thích giọng hát của em. Sạch, trong, vang ha, nó đầy đủ những cái yếu tố để trở thành một giọng hát hay. Nhưng mà quan trọng là hôm nay tại sao em lo lắng quá, em căng thẳng quá. Nên á, hơi em tống ra nó cũng không đủ. Nhưng thực sự mà nói em vẫn là một giọng hát rất là sâu lắng. Cách em tập trung, cách em vận hành âm lượng, mọi thứ nó đều rất là ổn. Anh chỉ hơi tiếc là em thiếu cái sự tự tin vốn có để em chinh phục mọi người thôi. Hôm nay chắc có lẽ cái vòng thi này nó hơi căng thẳng quá so với các bạn. Nhưng anh vẫn đánh giá cao giọng hát của em. Xin mời giám khảo Cẩm Ly. Chị thì chị lại có cái nhìn khác. Hôm nay chị thấy cái phong thái của em nó lại thoải mái vô cùng. Mà chị lại thích cái đoạn, cái phong thái của em và ngay cả cái giọng hát của em khi em ngồi hát. Nó tình và nó đẹp, cái giọng nó sạch mà nó rõ kinh khủng luôn. Đúng như Cẩm Ly nói á, là khi em ngồi đó nha, những phút giây đầu tiên nó lắng động, cất ra vài cái âm thanh đầu tiên, bắt đầu nó chiếm hết tình cảm. Bài phối cũng rất là hay. Bắt đầu tới khi em đứng lên, cái từ từ cái năng lượng nó bị bớt dần. Đứng lên nhiều khi bị phân tâm ở cái chuyện mà đi đứng tay chân như thế nào. Cái đoạn đầu đó. Cái đoạn nó đặc ngồi sắc rất hơn. Lắng động, rất đặc sắc. Khi mà bạn ấy ngồi yên, không có cần phải chú ý đến cái việc mà đi đứng đến chỗ nào thì bạn ấy sẽ tập trung hơn. Mai mốt cứ chọn bài nào mà ngồi hết cho anh, thậm chí chính bài nào mà nằm hát luôn cho nó hay nghe em. Anh cảm thấy như thế nào đạo diễn Hoàng Nhật Nam? Trong những ca sĩ nam á thì tôi rất là thích xem Hà Anh Tuấn diễn live ở một cái khoảng cách rất là gần á, thì thấy Hà Anh Tuấn không cần phải nhảy nhót hoặc là đi nhiều đâu, chỉ cần đứng tựa bên cây đàn thôi hoặc có thể ngồi thôi. Nhưng mà cái nét diễn của anh á, cái gương mặt rồi những cái tay đưa lên, lúc nãy em có những cái tay á, mỗi câu hát giống y như là từ cái nội tâm của mình á, nó bung ra đưa lên một cái rồi sau đó thu về nhẹ nhàng đó, tức là nó rất là nghệ. Mỗi lần mà thí dụ âm nhạc mà đánh á, Tuấn hay ngó băng nhạc và anh lấy ánh mắt nhìn theo rồi cái đầu nhịp theo để mà lấy cái feeling đó. Có những cái đó mình nên để ý. Chị thấy em á là em dùng hơi, nhưng mà em dùng hơi đều hết, cho nên nó không có hồi lớn hồi nhỏ, hồi lớn hồi nhỏ giống Hà Anh Tuấn nhiều. Anh hát là thì anh đẩy ra nhiều, nhưng mà đến cái câu đuôi thì là những cái chữ đầu, những câu đầu ảnh luôn luôn tống hơi ra, nhưng cái đuôi lại là gió. Phần lớn là cái cách hát của Hà Anh Tuấn là như vậy. Dạ. Đúng không? Tuấn là hát hồi lớn hồi nhỏ, hồi lớn hồi nhỏ, hồi lớn hồi nhỏ. Co rút. Đó là cái chị phải nghiên cứu của anh Tuấn. Căng quá. Nhưng tóm lại chị rất là thích giọng của em. Dạ. Và trong chất giọng em có rất là nhiều âm sắc của Hàn Tuấn. Dạ. Xin cảm ơn các vị giám khảo. Bạn bè xa nhau chưa bao lần gặp lại, kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừa. Anh ở phương xa, em người nơi xứ lạ, cuộc đời đổi thay cho mình thương nhớ ai. Kể chuyện ngày xưa bao năm dài miệt mài, mình ngồi bên nhau chưa dám nói lên lời, thương tiếc cho nhau hai tâm hồn thơ dại, để rồi xa nhau mang nặng mối tình sâu. Đêm nay tôi ngồi một mình ôn lại chuyện ngày xưa mà lòng nghe vẫn vương. Mơ sao tiếng hát câu hò thương người em nhỏ bây giờ đâu. Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoán dài, gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ. Đau xót cho ai
bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè xưa mà lòng nghe vẫn vuông. Mơ sao tiếng hát câu hò thương người em nhỏ bây giờ ở đâu. Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoang dại, gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè. Ta vừa được nghe ca khúc Chỉ Có Bạn Bè Thôi, một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Hoàng do thí sinh Võ Duy, thí sinh Trùng Vương thể hiện. Xin mời Trấn Thành. Thật sự ra phần này thì bạn Võ Duy có vẻ là tốt hơn so với chính bản thân bạn rất nhiều. Thật ra bạn là người có nghiên cứu đấy. Bạn diễn cái mặt bạn giống anh Trường Vũ lắm luôn. Cái thái độ ngơ ngác rồi đau khổ ngước nhìn lên, ừ nó vậy đó. Cái kiểu đó dễ thương lắm. Chỉ hơi tiếc cái là cái giọng của bạn, bạn không thay đổi được cái cách hát của mình. Chắc là một sớm một chiều mình chưa có quen á, tại vì bạn vẫn còn cái sự nhựa nhiều quá. Cái nhựa của anh Vũ nó rất là thẳng, nhựa vài nốt rồi nó thẳng băng à, còn bạn vẫn bị cái âm vòm nhiều, thành thử ra là nó vẫn chưa có ra được, thật sự là chưa ra. Nhưng mà riêng bạn Trùng Vương thì cái vòng này hình như lại không bằng cái vòng trước. Có lẽ là do cái bài này anh Ngọc Sơn chưa có hát qua, đúng không? Thành thử ra là bạn cũng không thể mường tượng được là nếu anh Sơn hát bài này sẽ hát như thế nào. Thành thử ra là tôi nghĩ rằng là nếu như mà bạn yêu một người nào đó để mình có thể hóa thân thành họ, bạn phải nắm được luôn cái cách họ xử lý một bài hát. Chứ không phải đơn giản chỉ là mình nghe một bài nào đó nghe rồi mình sao chép lại. Nếu cái bài này đưa cho họ, họ sẽ xử lý ra làm sao? Để mình tưởng tượng ra dù là họ không hát cái bài đó mình vẫn có thể hát được. Nên bài này có lẽ là chưa có thuận lợi lắm cho Trùng Vương. À đúng là như cái cảm nhận của Ly thì vòng này Duy tốt hơn. Nhưng mà đúng là Duy vẫn còn cái âm mô nhiều quá cho nên cái hơi mình nó bị tù vào trong. Và khi những cái từ mình hát á mình ngắt nó sớm nhưng cái lời nó không có rõ. Nhưng mà so với cái vòng trước thì đã thấy sự khác biệt qua từng vòng là cái sự tiến bộ của Duy rồi. Còn Vương hát cái vòng 3 này nó không bằng ở vòng 2. Cái vòng 2 thì cái đặc trưng của anh Sơn nó rõ nét hơn, đặc biệt là ở những cái câu mà quảng cao làm rất rất là tốt luôn. Thì trong cái vòng này nó có đó nhưng mà nó không có đã bằng cái vòng 2 chắc có lẽ là một mình hát á mình thoải mái hơn, khi cái bài đó mình quen thuộc nữa mình có thể thoải mái để mình thể hiện. Nhưng mà dẫu sao cũng chúc mừng hai người đã hoàn thành trong tiết mục của mình. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Bạn bè xa nhau chưa bao lần gặp lại, kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừa. Anh ở phương xa em người nơi xứ lạ, cuộc đời đổi thay cho mình thương nhớ ai. Kể
chuyện ngày xưa bao năm dài miệt mài mình ngồi bên nhau chưa dám nói lên lời thương tiếc cho nhau hai tâm hồn thơ dại để rồi xa nhau mang nặng mối tình sâu. Chuyện ngày xưa mà lòng nghe vẫn vương mơ sao tiếng hát câu hò thương người em nhỏ bây giờ ở đâu tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoán dài gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ đau xót cho ai bây giờ em xa lạ đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè xưa mà lòng nghe vẫn vương mơ sao tiếng hát câu hò thương người em nhỏ bây giờ ở đâu tình có hôm nay tôi nghe lòng hoang dại gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ đau xót cho ai bây giờ em xa lạ đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi đau xót cho ai bây giờ em xa lạ đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè ta vừa được nghe ca khúc Chỉ Có Bạn Bè Thôi, một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Hoàng do thí sinh Võ Duy, thí sinh Trùng Vương thể hiện. Xin mời Trấn Thành. Thật sự ra phần này thì bạn Võ Duy có vẻ là tốt hơn so với chính bản thân bạn rất nhiều. Thật ra bạn là người có nghiên cứu đấy. Bạn diễn cái mặt bạn giống với Trường Vũ lắm luôn. Cái thái độ ngơ ngác rồi đau khổ ngước nhìn lên. Ừ, nó vậy đó. Cái kiểu đó dễ thương lắm. Chỉ hơi tiếc cái là cái giọng của bạn, bạn không thay đổi được cái cách hát của mình. Chắc là một sớm một chiều mình chưa có quen á. Tại vì bạn vẫn còn cái sự nhựa nhiều quá. Cái nhựa của anh Vũ nó rất là thẳng. Nhựa vài nốt rồi nó thẳng băng à. Còn bạn vẫn bị cái âm vòm nhiều. Thành thử ra là nó vẫn chưa có ra được. Thật sự là chưa ra. Nhưng mà riêng bạn Trùng Vương thì cái vòng này hình như lại không bằng cái vòng trước. Có lẽ là do cái bài này anh Ngọc Sơn chưa có hát qua, đúng không? Thành thử ra là bạn cũng không thể mường tượng được là nếu anh Sơn hát bài này sẽ hát như thế nào. Thành thử ra là tôi nghĩ rằng là nếu như mà bạn yêu một người nào đó để mình có thể hóa thân thành họ, bạn phải nắm được luôn cái cách họ xử lý một bài hát. Chứ không phải đơn giản chỉ là mình nghe một bài nào đó nghe rồi mình sao chép lại. Nếu cái bài này đưa cho họ, họ sẽ xử lý ra làm sao? Để mình tưởng tượng ra dù là họ không hát cái bài đó mình vẫn có thể hát được. Nên bài này có lẽ là chưa có thuận lợi lắm cho Trùng Vương. À, đúng là như cái cảm nhận của Ly thì vòng này Duy tốt hơn. Nhưng mà đúng là Duy vẫn còn cái âm mô nhiều quá cho nên cái hơi mình nó bị tù vào trong. Và khi những cái từ mình hát á, mình ngắt nó sớm nhưng cái lời nó không có rõ. Nhưng mà so với cái vòng trước thì đã thấy sự khác biệt qua từng vòng là cái sự tiến bộ của Duy rồi. Còn Vương hát cái vòng 3 này nó không bằng ở vòng 2. Cái vòng 2 thì cái đặc trưng của anh Sơn nó rõ nét hơn. Đặc biệt là ở những cái câu mà quảng cao
làm rất rất là tốt luôn. Thì trong cái vòng này nó có đó, nhưng mà nó không có đã bằng cái vòng 2. Cái vòng 2 chắc có lẽ là một mình hát á, mình thoải mái hơn, khi cái bài đó mình quen thuộc nữa, mình có thể thoải mái để mình thể hiện. Nhưng mà dẫu sao cũng chúc mừng hai người đã hoàn thành trong tiết mục của mình. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Sương thu lạnh bao trùm khắp nẻo, trăng đêm nay dịu dịu cả không gian. Tôi với em đi gánh nước cạnh đình làng, mùi cỏ dài mơ màng trong nước giếng trong giữa đồi cát, mình anh nguyệt mà soi đôi bóng dao kèm dưới đằng phía tôi gây quang cánh ra gì giữa không trung tiếng sao dịu quan nhạc như tiếng hẹn hò của đôi sao quên kẻ sống đợi chờ.
quý vị, Bình Trọng vừa mới hoàn thành phần thi của mình. Mình vừa mới hát xong cái phần đơn ca. Mình cảm thấy thế nào Trọng? À, giờ Bình Trọng thấy một điều rất là vui là thấy khán giả vỗ tay quá trời. Khán giả vỗ tay cuồng nhiệt để cổ vũ tinh thần cho mình. Nhưng mà riêng bản thân mình á, mình đã cảm thấy hài lòng với phần thi của mình chưa? Dạ thấy cũng được. Cũng được á. Thấy không có rơi rớt chỗ nào. Còn về nếu mà đi vào chuyên môn sâu thì chắc lẽ chúng ta sẽ phải nhờ đến các vị giám khảo. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Ôi. Nghe đã quá à. Sao mà ca hay dữ vậy Trọng ơi? Anh Long ơi. Hả? Ca hay quá anh Long. Yeah. Ơi. Em nói ca hay là cái chuyện bình thường, nhưng ở đây mới nói là ca giống Minh Dương. Ca giống quá giống luôn á. Giống mà tới từng chữ xếp nhiệt. Giống luôn. Không nha cái... Mỹ. No. Anh nói cho em nghe nè. Ngày thường đó, nếu mà đi nghe Bình Trọng hát đó thì vẫn nghe là Bình Trọng, vẫn nghe ra giọng của Bình Trọng. Nhưng ngày hôm nay đó, với sân khấu nghệ sĩ thần tượng đó, thì nhắm mắt lại nghe là nghe Minh Dương ca. Tại vì em á, em có một cái ưu điểm, có nghĩa là khi em đi ra ngoài em hát á thì em vẫn là hát tiếng hát của Bình Trọng. Nhưng ngày hôm nay em đến với lại cái cuộc thi nghệ sĩ thần tượng đó thì em lại cố gắng, em lấy hết tất cả những gì mà luyến lái nè, ngân giọng nè, đưa lên mũi nè, chạy chữ nè, mấy cái hơ 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 của Minh Dương là em lấy hết. Coi như không có chừa cái gì hết trơn á. Anh còn nghe một cái bạn diễn của em có nói là một cái tài lẻ của em rất là hay, có nghĩa là em nhái được nhiều giọng. Mà cái giọng mà em nhái được á là nghệ sĩ Thanh Nam đúng không? Ồ. Oh. Dạ. Danh hài Thanh Nam đúng không? Bây giờ làm thử đi. Em làm thử, làm thử cho mọi người nghe luôn đi Trọng. Em thử coi. Coi đúng như người ta nói không? Thử. Này ai cũng biết hai lúa tôi với ba đời tự ếch với ông là anh em thăm giao tri kỳ. Yeah. Vậy thôi hả? Quên. Mấy mươi năm ruộng vườn làm lũ quen canh sông nước đồng quê phơi phơi tâm hồn. Dạ như đó thôi. Nó dạ. Chỉ giống thôi nhưng mà xuống chưa giống lắm. Nhưng mà em thấy rất là hay. Tại vì đã phân tâm quên kìa. Dạ. Là bởi vì từ cái giọng của nghệ sĩ Minh Vương là một cái giọng của kép, kép đẹp, một cái giọng sáng. Rồi qua giọng của chú Thanh Nam là một cái giọng hài, giọng hề nữa. Mà bạn làm hai cái màu sắc hoàn toàn khác nhau như vậy là quá hay rồi ạ. Chị chỉ cho em một cái câu như thế này thôi à Trọng ơi. Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Ôi. Cảm ơn chị hai. Bình Trọng ơi, em nhớ một điều khi mà em bước vào vòng trong nữa đó, là mình phải tìm những cái gì đặc sắc như của Minh Dương để mình thể hiện. Còn ra ngoài thì em có thể em ca giọng của Bình Trọng. Nhưng đến với chương trình nghệ sĩ thần tượng này, em phải làm sao càng vô trong càng giống hơn. Em mà để mái tóc nữa thì em sẽ giống Minh Dương luôn. Anh ơi, cái đó để những cái vòng sau nữa. Khi mà đến cái vòng mà nhảy đợi đấy, hãy đợi đấy, hãy đợi đấy. Cái vòng gọi là nhập vai thì nhập lúc đó vai. Là các bạn sẽ phải nhập vai thành những cái vai diễn mà những người nghệ sĩ thần tượng đã từng thể hiện qua, thì chắc chắn lúc đó là sẽ hóa trang rồi phục trang tất cả mọi cái, và lúc đó chúng ta sẽ cảm nhận rằng các bạn ấy giống với thần tượng của mình đến mức độ nào nè. Nhìn à. Thấy cái người này là cái tâm huyết người này, nếu mà đi sâu vào trong nữa nó sẽ còn nhiều cái đặc sắc hơn nữa đúng không? Hãy đợi đấy. Nói một câu gì đó hứa hẹn cho ban giám khảo nè. Dạ thì cũng tới đâu thì hay tới đó chứ biết sao giờ. Trời ơi. Bữa nay mấy ông thí sinh của mình nó hiền hết sức luôn rồi đó. Cậy hoài mới nói được một câu như đó thôi đó. Và giám khảo cứ chờ đi, khán giả cứ chờ đi nha. Và nếu như Bình Trọng có cơ hội vào những vòng trong thì chắc chắn là bạn ấy sẽ mang đến thêm những cái tiết mục tuyệt vời. Một lần nữa chúc mừng Bình Trọng. Trời
giọt rơi thấm ướt áo ai bay. Nhìn mưa rơi lòng chợt thấy ưu hoài. Nghe hạ đơn bồi hồi đường xưa cùng ai chung bước, giờ chỉ mình tôi với niềm thương nhớ giữa màn mưa như lệ đổ đôi dòng. Mình không dưng đành chiều bi cô phòng, gió mùa hạ từng cơn oi bức, hay lòng mình còn dai dứt cái nỗi niềm riêng. Thôi còn khơi chi kỷ niệm hôm nào, vì buổi tiễn đưa nhau trời hạ buồn êm êm tiếng gió. Mà sao từng hạt mưa rơi như bão dày giữa tim này. Ngày tháng trôi nhân mà nỗi nhớ cứ đông đầy. Chiều dạo bước trên con đường năm cũ, người xa rồi tôi còn đứng chờ ai. Nghe tiếng mưa rơi rơi chiều nay, hạ buồn gieo thương nhớ. Em ở nơi xa xôi còn dòng sông nào lắng trôi, buồn mênh mang tiếng hoa lục bình. Đò bên dòng chơi vơi, người xưa ơi thôi hết mong thương phù. Có nỗi cô đơn theo ngày tháng buông trôi phai mờ trong kỷ niệm, nhưng cũng có nỗi đau chưa hề phai lãng khi nắng hoàng hôn tắt liềm cuối chân trời. Thành nỗi sầu tư dai dứt trọn vàng thôi yêu hắt. Mưa đượm buồn như đôi mắt của người thương. Hạ về nỗi nhớ miên man, tình cờ tao ngộ ngỡ ngàng như mơ. Phương còn lưu giữ dần thơ, vé sầu lát dòng sau năm tháng chưa mờ phai, bóng hình ai vẫn trong tim này nhung nhớ.
dẫu chưa phai như bóng hình ai vẫn còn trong tâm trí. Chỉ tội cho nhau đòi tình không chung lối, đành xa nhau biển biệt là kỷ niệm trọn đời công phai. Xa xa nắng ngả tuôn dài, chiều buồn hạ nhớ những ngày mơ qua. Thưa quý vị, ở phần thi hội ngộ này chúng ta vừa lắng nghe bài Tân Cổ Hạ Nhớ Chiều Mưa Qua của tác giả Tô Thiên Kiều với phần thể hiện của 4 thí sinh. Quá tuyệt vời phải không thưa quý vị? Một tiết mục khá là hấp dẫn. Khi vừa mới cất giọng lên để ngâm mấy câu đầu á, Thoại Mỹ nhận ra là cô Ba Thanh Nga, bạn Trân, còn bạn Mạnh nghe loáng thoáng cũng là cái cách ca của chú Thanh Sang. Còn bạn Quang thì cất giọng lên là nhận ra ngay từng chữ đó là nghệ sĩ Minh Cảnh, rất là giống luôn. Còn với bạn Phương Huệ, ca hay quá à, ngọt quá à, cái hơi rất là khỏe nhưng mà rất là giống luôn. Bình thường chị Mỹ nghĩ chắc ca cũng giống rồi phải không? Dạ chắc vậy quá. Chị hơi nói cũng giống, giống cũng nhẹ nhàng cũng dễ thương. Đặt tên Huệ nữa đó. Bữa nay lần đầu tiên Phương Huệ lên thi thành ra cũng hơi khớp. Vậy hả? Rồi cái tên Phương Huệ là tên thật của em hay là tại vì ái mộ chị Thanh Kim Huệ quá? Dạ không, tên Phương Huệ là tên của một người chị. Tên thật là tên Phương Hà. À vậy hả? Rồi nhưng mà ái mộ chị Huệ quá phải đặt Phương Huệ phải không? Dạ sau này có chú đó nói ca giống chị Thanh Kim Huệ quá, thôi ca đổi tên lại là Phương Huệ đi. Đúng, nhưng mà em ca giống thật. Giống cái thời điểm bây giờ hả chị? Là ca ngọt ngào và những cái luyến lái của chị Huệ, từng cái xuống giọng cổ rồi cái ngân cái rung gì á, cái âm của em là hoàn toàn là thấy chị Huệ. Chị Mỹ chúc mừng bốn bạn nha. Dạ, cảm ơn ban giám khảo đã nhận ra bốn thần tượng mà các thí sinh ở đây lựa chọn, đó là nghệ sĩ Thanh Sang, nghệ sĩ Thanh Nga, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ Minh Cảnh. Cái điều đáng phục đây á là một cái bài ca rất mới, những người nghệ sĩ thần tượng của các bạn chưa có ca, mà các bạn vừa cất lên tiếng ca là đã biết người thần tượng của các bạn là ai rồi. Xin cảm ơn, trân trọng rất nhiều. Cảm ơn ban giám khảo. Dạ, xin mời giám khảo Kim Tử Long tiếp lời ạ. Anh muốn hỏi Trân, tại sao em lại thần tượng cô Thanh Nga? Dạ em thì đam mê cải lương, tất cả những nghệ sĩ cải lương nào mà em nghe được và có những cái hay thì em đều muốn học hết. Nhưng mà riêng với nghệ sĩ Thanh Nga thì em có ấn tượng từ nhỏ, từ lúc em học mẫu giáo luôn, là ở nhà có suốt ngày cứ mở cái băng cái Tuồng Nửa Đời Hưng Phấn em nghe rồi nó thấm vô máu của em. Khi mà em xuống giọng cổ á, cái ngân từ cái sang mà để qua xuống cái hò đó, thì anh mới nhận ra là em thần tượng Thanh Nga. Vì chỉ có một mình Thanh Nga mới xuống giọng cổ kiểu đó thôi. Chỉ khác có một điều là cô Thanh Nga ca nhẹ hơn em. Nhẹ nhưng mà phải rõ chữ nha. Vì vậy cho nên là nếu như em muốn hát giống cô Thanh Nga hơn nữa thì cái độ rung của em cần phải có nhiều hơn chút xíu. Và quan trọng hơn nữa là cái giọng cô Thanh Nga là phải liêu trai. Ca mà cái hồn của cổ như ru người ta đi vào trong cái bài hát đó, nếu như em có được một chút xíu đó nữa thì em sẽ giống. Còn Huệ thì tôi khỏi phải góp ý kiến,
Tôi chỉ nói với lại Quang một giọng hát nội lực. Nếu như cái giọng này mà khi mà mình ca nhẹ hơn một chút xíu nữa thì chắc chắn sẽ là Minh Cảnh Hai. Hy vọng rằng khi mà Quang vào vòng trong hơn nữa đó thì mình sẽ tiết chế lại, đừng tung ra hết lực của mình, mà phải nghe cho kỹ Minh Cảnh của những cái thập niên 70, 80 thì em mới là Minh Cảnh Hai. Còn Mạnh phát huy rõ hơn Thanh Sang chút xíu nữa. Anh Thanh Sang ảnh ca, ảnh không có ca rỗn rãng như người ta, nhưng khi mà ảnh cất giọng lên, cái hơi mũi của ảnh á, nghe là tự nhiên là biết ngay là Thanh Sang. Thì mình phải biết được cái điểm mạnh của anh Thanh Sang mà mình cố gắng mình nhấn vô cái đó ha. Chứ còn hồi nãy là vẫn nghe đó, nó chưa có rõ. Dạ, cảm ơn các vị ban giám khảo đã có những lời góp ý cho các thí sinh của chúng ta. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu về bản thân mình cho quý vị khán giả được biết nha. Đầu tiên xin mời anh ạ. Tôi tên là Hoàng Mạnh, sống tại Phố Hồ Chí Minh, Củ Chi. Dạ, công việc của anh là gì anh Mạnh? Mình phụ hồ đó. Dạ, mình làm phụ hồ mà mình học các cái lương hồ nào mà mình ca hay vậy anh? Tại vì cũng hồi nhỏ cũng ở quê cũng làm ruộng đó, rồi cái tối ngày nghe băng của chú Thanh Sang ca không à. Dạ. Rồi cái đam mê. Và hôm nay mình đến với chương trình này là lần đầu tiên mình lên sân khấu luôn không ạ? Đúng rồi, cho nên bị rung. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình đã bắt đầu làm quen rồi, thì ở cái phần thi sau anh cố gắng tự tin hơn anh nha. Dạ, cảm ơn. Xin mời Trân giới thiệu về mình nào. Dạ, chào ban giám khảo và khán giả. Em tên là Quỳnh Trân, em sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của em là kỹ thuật viên dây ấn huyệt tại spa chăm sóc sức khỏe. À, dây ấn huyệt. Em phát hiện ra là mình có cái làn hơi giống như cô Thanh Nga từ bao giờ? Dạ, lúc còn nhỏ khi mà em hát theo trong tuần Nửa Đời Hưng Phấn thì có các chú các bác, những người lớn khen là giống. Thật sự thì em cảm thấy không giống, nhưng mà vì em yêu mến cô với nên em ráng em tập. Yêu mến cô cho nên cố gắng tập và đến với chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng để thể hiện cái tình yêu đó với cô Thanh Nga. Dạ, tiếp theo xin mời chị Huệ. Phương Huệ là quê ở Đồng Tháp. Hồi nhỏ có đi theo mấy cái đoàn ở dưới quê. Dạ. Sau năm 1994 đó là nghỉ hát tới bây giờ luôn. Vậy từ cái năm mà chị nghỉ hát đến giờ là vì cái lý do gì ạ? Và công việc sau đó của mình là gì thưa chị? Cũng đam mê lắm mà tại vì gia đình cũng khó khăn á, thành ra dạ, ra ngoài bươn chải. Dạ, vậy sao chị lại quyết định đến với chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng ạ? Vẫn còn đam mê ca hát. Dạ. Thành ra muốn tham dự cuộc vui với mấy bạn ạ. Dạ, chị ơi, chị nói cái giọng không thôi nghe cũng giống cô Thanh Kim Huệ. Dạ, em cũng hy vọng rằng là sau chương trình này sẽ có nhiều cơ hội cho chị để chị quay trở lại với nghề nha. Bởi vì em nghĩ rằng với cái giọng hát này mà mình bỏ nghề thì nó rất là uổng á chị. Cảm ơn đại nghĩa rất dạ, nhiều. Rồi, xin mời bạn Quang giới thiệu nè. Dạ, xin kính chào. Tôi tên là Nguyễn Quang nhưng mà tên thật là Nguyễn Thế An, quê ở Bến Tre. Hồi xưa thích sư phụ Minh Cảnh ca lắm, nên lên đài tiếng nói hát, cô Ngọc Mai la, cô Ngọc Mai nói là đừng có hát giống người ta. Nên từ từ cũng uống uống nhã nhã ra, nhưng mà sư phụ vẫn mãi đỉnh. Sư phụ mãi đỉnh. Và một tràng pháo tay nữa dành cho bốn thí sinh của ngày hôm nay. Thầy ca hay, thầy ca hay. Thầy ca Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi lìa gần. Người ta nói niềm riêng, chẳng nhớ thương ai mà lòng em sao xuyên. Buồn nào hơn khi nghe tiếng vì chúng ta vừa thưởng thức phần dự thi của thí sinh Quỳnh Trân khi hóa thân thành nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga với bài Tân Cổ Mưa Rừng. Em tập bài này lâu không Trân?
Dạ, bài này thì thật ra cũng là bài tủ của em. Bài tủ luôn hả? Và bình thường là mình có đi hát, đi diễn ở đâu với cái bài hát này chưa? Dạ, em không có đi diễn, nhưng mà lúc mà em ở nhà hát cho cha em đàn thì hát hoài, nhưng mà hôm nay đi thi thấy run. Và bây giờ mình nghe các anh chị trong ban giám khảo nhận xét nè. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Bình Trân ca đó, thì chị Mỹ thấy vậy nè. Trân nói là bài tủ của Trân. Trân sắp nhịp rất là hay luôn á, ca rất là tự tin luôn. Kỳ này á, không biết có phải là bận đồ vô rồi phải diễn cái ca đó của mình á, cái em bị phân tâm hay sao á, cho nên là em ít giống cô Thanh Nga bằng kỳ trước, mà chị Mỹ lại nghe có thêm cái âm của cô Bạch Lan ở trong đó, cho nên là chị Mỹ hơi tiếc cho Trân một chút xíu thôi. Nhưng mà với Trân á, thì Trân diễn cái vai này thì so với Trân như vậy là quá giỏi, quá hay rồi. Mặc bộ đồ này lần đầu tiên phải không? Dạ em thích lắm luôn. Vậy hả, thích hả? Lát nữa là chị Mỹ xin cho em, tặng cho em luôn được không, em chịu không? Dạ cảm ơn chị Mỹ. Nha, chị Mỹ sẽ mua lại cái bộ đồ này để tặng cho Trân để làm kỷ niệm ha. Dạ. Quỳnh Trân ơi. Dạ. Hình như chị Thanh Hằng thấy em cũng có đeo cái gù nữa phải không? Có. Em thích không, chị mua chị gửi tặng em luôn. Dạ cảm ơn chị Hằng. Rất là dễ thương, rất là duyên dáng. Và chị cũng cảm ơn em bỏ công ra hết sức là nghiên cứu để thể hiện cái cách ca giống cô ba Thanh Nga. Bỏ nhịp hoặc là những cái ngân ngân. Kỳ này lại ít có bị rung hơn nha. Nhưng mà có cái rằng cái âm giọng của em nó lại không giống. Đó là em chỉ dùng cái kỹ thuật để ca, những cái kỹ thuật, những cái bỏ nhỏ hoặc những cái giọng gió, hay hoặc là những cái nhịp, hoặc là cái xuống giọng cổ, để ráng cố gắng giống cô ba Thanh Nga thôi. Rồi, rất là dễ thương. Dạ, lắm. Cảm ơn giám khảo Thanh Thanh. Và xin mời ý kiến từ giám khảo Kim Tử Long. Tôi lúc nào cũng được nói chót. Hai chị tôi nói hết trơn. Trân ơi, anh rất là cảm động khi mà em hát cái bài hát này đó. Em diễn xuất cái vòng vòng. Em là người mà anh lắng nghe rất là kỹ luôn về cái giọng của em. Em ca nó chân phương. Và cái xuống giọng cổ của em hôm nay đó, đúng là cái xuống của cô ba Thanh Nga đó. Chỉ có một mình cô ba Thanh Nga mới xuống được cái giọng cổ đó thôi. Em phải nghĩa là thần tượng của ba Thanh Nga lắm em mới ca được như vậy. Còn cái vấn đề mà cái trong lòng câu á, thì như chị Thờ Mỹ đúng là em cũng có hơi hớm của Mấu Bạch Lan trong đó. Tại vì Mấu Bạch Lan cũng là một cái giọng nó chân phương, giật cực kỳ, nó nhẹ bay bổng mà nghe nó rất là đầy. Đó là cái điều mà anh trân trọng em. Cảm ơn Quyền Trân đã đến với nghệ sĩ thần tượng. Long ơi, cảm ơn giám khảo. Em tặng bộ đồ, chị Hằng tặng cái gùi, anh tặng đôi giày. Rồi nhưng mà còn cái bông ở trên nữa kìa, cái bông ở trên với sợi dây. Rồi anh chị Mỹ tặng luôn. Ủa, anh em, mua luôn. Anh mua tặng nguyên bộ luôn. Rồi. Dạ chị Mỹ ơi, cái bông này theo em biết nó đi chung với cái set đồ này là của chị luôn đó chị. Dạ. Dạ cảm ơn ban giám khảo và cảm ơn Quỳnh Trân nha. Trên đường vòng quân xa phố phường xa tiếng mẹ hiền, cho dù biên cương hay hải đảo muôn vàng hiếm nguy, mẹ ơi dừng chiến quê nhà sức khỏe dừng giữ, con sẽ quay về theo nhịp bước đoàn quân ca, con sẽ quay về theo nhịp bước của đoàn quân ca. Mẹ ơi đường hành quân qua nhiều hiểm nguy gian khổ, đêm từng đêm con giáp mặt với quân thù. Xa xôi hải đảo mình mù, đoàn chúng con đi không hề đau lòng, khi chiến cuồng đảo pháo ầm vang, bước quân hành vai súng nặng mang, đi giữa quê hương đường ruộng xóm làng, nắng trưa hè gai gắt giọt mồ hôi. Tìm biển thì sương đời đánh giá,
mình sân thầm lên lắm chân trời. Chim ốc liễu lo như trăm tiếng chào mời, cành lá rung rinh sương rơi ướt đầm, ngọn gió đùa làm nhỏ giọt sương rơi. Non nước mình đẹp lắm phải không con, vì độc lập tự do đất đời ta cánh giờ. Lời mẹ ru xưa như núi sông giang tiếng gọi, mẹ hãy yên lòng con vẫn hành quân. Xa căn nhà mái lá thân thương, còn nghe tiếng của mẹ hiền, mẹ tin con quý giữ gìn. Dù biên tùy mấy nơi đáng xa, lời mẹ đưa theo bước chân con hành quân, con phương tài con như trong đoàn quân chiến thắng. Mẹ Việt Nam ơi xin mẹ hãy yên lòng, ngày nào còn quân giặc xâm lăng, chúng con thề quyết giữ gìn biên cương. Cho yên lòng mẹ hậu phương, tin vui từ khắp chiến trường nơi qua. Chúc mừng Hoàng Nhân đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Chị cảm ơn em đã mang đến cái bài tân cổ Mẹ ơi hãy yên lòng. Mà cái bài tân cổ này á, mà khi mà cất lên á, là người ta luôn luôn lúc nào cũng nhắc đến năm danh ca Minh Dương, nghệ sĩ nhân dân Minh Dương. Vào dòng này rồi mới thấy rằng là khi cái em đơn ca một mình em á thì ít có giống nhiều. Chỉ có một hai cái hơ 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 của em là em giống, và một hai chữ nào trong đó thôi, nhưng chất giọng của em vẫn là nguyên chất giọng của em. Hy vọng rằng là em sẽ, sau khi mà em đã xem lại cái hình ảnh này và những lời hát của em, những lời ca của em, thì em sẽ nghiên cứu nhiều hơn nữa để cho mình thần tượng, thì mình sẽ có những cái gì đặc biệt hơn nữa và giống hơn nữa. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Tới cái phần thi đơn ca của mình thì chị Mỹ thấy là Nhân có tự tin nhiều, nhưng mà chị Mỹ hơi trái ý với chị Hằng chút xíu, là chị Mỹ thấy là Nhân tự tin cho nên Nhân ca giống nhiều hơn, giống nhiều hơn cái vòng trước mà Nhân ca. Không biết anh Long có chung ý em không ạ? Em sao là anh vậy đó. Thấy chưa? Anh Long chung cũng giống chị đó, là thấy em có ca giống anh Minh Dương nhiều hơn. Chị nghe thì có hơ hơ, mấy cái chữ hơ hơ thì giống một hai chữ thôi à. Dạ, cái câu vô giọng cổ rồi đó là em cũng rất là giống chú Hai Minh Dương. Rồi dứt câu á là cái ngân mà giọng rung rung đó à, cũng giống. Và những cái nứt chữ của chú Minh Dương, là với cái phần thi này thì là chị thấy là Nhân có giống như là tự tin hơn đó, cho nên em ca nó có nhiều chỗ giống chú Hai Minh Dương hơn. Chị chúc mừng Nhân nha. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Hai giám khảo, hai người hơi trái nghịch ý nhau chút xíu. Giờ người ngồi chính giữa nè, mời anh Kim Tử Long cho biết ý kiến của mình ạ. Mặc dù rằng là em chưa có đứng sân khấu lớn bao giờ, mà bây giờ em đứng đây mà em hát như vậy là em giỏi lắm rồi. Cái thứ hai mà anh muốn nói đến về cái giọng hát của em á, thì giọng hát của em nó có một cái âm, anh nói là cái âm giống Minh Dương, nhưng luyến lái và nhấn nhá, chưa có thể nào thể hiện giống danh ca Minh Dương được. Vì cái âm của mình là có, nhưng mà mình phải luyện và mình phải ca làm sao giống. Với là cái bài Mẹ ơi hãy yên lòng này đó, chú Hai Minh Dương không có ca mà nhẹ nhàng bình bình như vậy được. Chú Hai Minh Dương nghe kỹ, chú Hai Minh Dương ca bài này rất sốc luôn, rất nhanh luôn. Và
cái tiết tấu nó làm cho cái người nghe đó cảm thấy được rộn ràng rừng hực hực của một lửa. Cái chiến sĩ chia tay với mẹ để mà ra chiến trường. Khi em ca thể hiện một bài ca mà của thần tượng mình ca giống thì luôn cách ca và nhịp nhàng mình cũng phải giống, thì cái đó mới gọi là 100%. Nhưng mà khó đạt được 100%. Anh chỉ cần 80-90 là đã giỏi lắm rồi. Cái đó là mình phải khổ luyện. Em đang có giọng thì về học nhịp nhiều hơn, khổ luyện nhiều hơn để nghe danh ca Minh Dương ca như thế nào. Chính vì vậy cho nên là mình sẽ cố gắng. Sau cái chương trình này rồi thì anh hy vọng rằng em sẽ có một cái kinh nghiệm, một cái trải nghiệm và một cái bước tiến mới ha. Chúc cho em luôn luôn thành công. Dạ, em cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn các vị trong ban giám khảo và chúc mừng Hoàng Nhân cũng đã.
trời đông màu thế nương, biết ai đâu gửi chút tâm tình khi cách bóng xa hình. Ngày lại ngày ngồi mơ cố hương, quên tóc xanh đã pha màu sương, lời ca buồn từ xa dẫn đưa, nghe lý non thêm nhớ nhung thương xa. Giáo đường dòng mấy hồi chuông nức nở, hồi chuông nguyên cầu. Ôi mấy tiếng tơ đồng ai dạo giữa trời khuya, lời ca cổ tim gửi sầu lớn. Đêm khuya lẻ bước một mình, nghe ca giọng cổ thêm lặng tình quê. Thưa quý vị, thí sinh Cẩm Loan đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời nghệ sĩ Thoại Mỹ. Cẩm Loan, một bài hát rất là ngọt ngào. Nhịp thì là ca có tiến bộ hơn kỳ rồi đó. Nhưng mà vậy nha, hôm nay đó là Loan có thêm cái dấu huyền là giống chị Cẩm Tiên nữa. Nhưng chị Mỹ rất tiếc bữa nay em ca nguyên một bài tân cổ này á, chị Mỹ thấy ít có chỗ giống chị Cẩm Tiên. Em thể hiện cho em nhiều hơn là những cái của chị Cẩm Tiên. Ở chị Cẩm Tiên á, ngân câu 1 và câu 2 của chị rất là đặc biệt, mà cái ngân của chị rất là chắc, rất là dài và rất là ngọt. Thành ra là những cái điểm đó là những cái điểm ưu nhất của chị Cẩm Tiên, đẹp nhất của chị Cẩm Tiên, em cần phải học hỏi. Mới nhìn vào thì đã thấy 80% là của chị Cẩm Tiên rồi. Dạ. Vóc dáng này này kia nọ, rồi đứng ca thể hiện giống chị Cẩm Tiên lắm. Chị có thấy cái bộ dài này quen quen không? Cái bộ này hình như là chị Cẩm Tiên cũng có mặc rồi, đúng không chị Loan? Dạ, không biết là mình mượn của chị Tiên hay là mình may lại giống cái bộ của chị Tiên mặc ạ. Dạ, em may ạ. À, anh rất là ngưỡng mộ em. Em dám bỏ tiền ra may để cho giống Cẩm Tiên. Đó là một cái điểm cộng. Đối với Kim Tử Long thì đây là một cái bản sao của nghệ sĩ Cẩm Tiên. Trong cái chất giọng bẩm sinh em đã có một cái giọng giống Cẩm Tiên rồi. Có những cái chữ bể á, tha, chữ tha, tha hoặc là thở rồi chữ, những cái chữ bởi bể đó là của Cẩm Tiên đó. Giống Cẩm Tiên ở những cái dấu sắc. Cẩm Tiên có những cái dấu sắc gọi là giả thanh, nhưng mà đưa lên mũi nó rất là lạ. Mà em giống chị Cẩm Tiên điều đó. Chỉ có một điều mà em chưa giống Cẩm Tiên là về sức khỏe thôi. Cái lực. Cái lực của em chưa có. Cẩm Tiên ca giả thanh nhưng mà cái dấu sắc nó rất là bén luôn. Còn em cũng bén đó, nhưng mà bén của cái mềm mỏng. Cái câu 1 mà em dứt cái câu 1 đó em bị kéo ngắn quá. Nó ngắn quá. Mà những cái rung á, những cái rung của chị Cẩm Tiên nhất là dứt chữ cống rất là tuyệt vời. Dạ. Và nếu như mình may mắn mình vào những vòng trong sâu hơn nữa thì mong rằng chị sẽ giữ sức khỏe nha. Giữ sức khỏe tốt để mình có cái làn hơi khỏe nhất, mạnh mẽ nhất để mình có thể mình đến với cái phần thi của mình một cách trọn vẹn nhất chị nha. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Một tràng pháo tay dành cho chị Cẩm Loan. Đèn treo bên bắc gió rất ngọn đèn vàng, ai về Mỹ thủng tiền giang, có thương nhớ gà. À, có thương nhớ gã đánh đàn năm xưa. Bắc
mỹ thuận một chiều buồn tê tay nước tràn giang rào rạc cháy âm thầm. Bên cạnh hàng cơm quay dạo lên tiếng lục quyền cầm. Trong một buổi chiều lặng gió ao nào tiếng tơ đồng như quán như than. Trước mặt anh một nón lá rất bông, bên cạnh anh một chiếc nốt tả tơi. Anh lờ đàn dạo đàn mà trên hố mắt sâu như chôn chặt một nỗi sầu dĩ dàng. Bận khoăn dừng gót khi nghe anh cất dòng ca rằng: nhạn ơi anh ra thân tàn quay, em thì về làm vợ người sang. Đời em sống dưới bát vàng, còn anh làm ca đánh đàn ăn xin. Anh đi biệt dạng biệt hình, hết ân hết ai hết tình hết duyên. Trăng mưa chiều bóng dưng đổ hộp, mây xám trôi về khắp não không gian. Với cõi bàn thưa người nhạc sĩ vô danh, đang co ro trong manh áo rách, tay ôm chặt chiếc đàn xuân vô, cầm gậy dò đường tìm chỗ tránh mưa. Bến đò chiều u dột như mưa, sóng mỹ thuận lục bình trôi mang mát. Cách bộ hành bốn phương đà quay góp, mà hồn cũng vẫn băng khoăn nhớ thiết những dư âm của chiếc lục quyền cầm. Chúc mừng anh Văn Mạnh đã hoàn thành phần thi của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến từ phía ban giám khảo. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Anh Mạnh ơi, Thoại Mỹ vẫn nói với anh Mạnh là hơi anh Mạnh đẹp, ca tốt, nhịp nhàng cũng chắc lắm. Cái cách ca của anh, cái cách xử lý của anh có đôi chỗ á, em thấy được là chú Thanh Sang có ca như vậy. Nhưng mà để cho phải mà thần tượng, để mà cho anh hóa thân để trong cái chương trình này đúng chủ đề, thì thật sự là Mỹ không có thấy nhiều được anh. Nếu như mà anh được bước vào vòng trong đi tiếp nữa đó, thì Thoại Mỹ cần anh nghe nhiều hơn về chú Thanh Sang để anh mới thể cảm nhận được. Với cái chất giọng anh đang có sẵn rồi thì em nghĩ là anh cố gắng một chút xíu thì nó sẽ cũng không khó gì cho anh đâu. Dạ. Nha. Dạ. Cảm ơn những lời nhắn gửi từ giám khảo Thoại Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ.
muốn ca giống chưa, giống cái người thần tượng mình nó rất là khó, đúng không em? Đó, rất là khó lắm, không ai dễ đâu. Mà các em đã có một cái tâm quyết để đến với nghệ sĩ thần tượng để ca cho khán giả, cho ban giám khảo nghe, để cho mình biết rằng là tôi rất thần tượng người nghệ sĩ tài ba đó, cho nên tôi ráng cố gắng. Em đã cố gắng hết sức mình, tại vì trong cái câu giọng cổ mà cái cách em ca đó, có những cái em nhả nhịp nhả chữ cũng có những cái giống chú Thanh Sang lắm, nhưng mà trời không ban cho em có một cái chất, cái âm giọng giống chú Thanh Sang. Cho nên là nếu mà em cố gắng cách mấy gì nữa thì nó cũng sẽ không có giống nhiều hơn nữa, mà em chỉ giống cái cách nhả chữ và cái cách sắp nhịp thôi. Vì anh Mạnh thần tượng một cái người mà không dễ bắt chước được, Long mong rằng đối với nghệ sĩ thần tượng, anh Mạnh đã được trải qua với một cái sân khấu hoành tráng như thế này, với một cái tâm thế là anh là một người thờ hồ, ái mộ, một thần tượng, một tượng đài của sân khấu cải lương, đó là nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang. Thì Kim Thanh Long mong rằng anh sẽ giữ cái niềm đam mê đó và cố gắng làm sao mà mình sẽ đi thi nhiều cuộc thi nữa để cho cái tên Văn Mạnh sẽ được lan tỏa và anh sẽ được nhiều khán giả yêu thương anh hơn. Long chỉ biết chúc mừng anh như vậy thôi. Dạ, xin cảm ơn những lời nói, những lời góp ý, những lời chia sẻ từ phía ban giám khảo. Và cảm ơn anh Mạnh nha. Xin chào anh. Chót trao nhau trọn đời, để rồi làm sao quên, biết tên người quen, biết nẻo đi đường về. Và có biết đêm nào ta hẹn hò, để tâm ta những đêm buồn không. Đêm xuống từ lâu em vẫn đi đâu giữa lòng phố nhỏ, đôi mắt thâm sâu như dương sầu trong nắng gió, để kiếp bèo mây thêm nặng số ba. Trọ đêm này chỉ có một mình tôi, hãy vào đây mình tâm sự đôi lời, bằng tiếng ca buồn heo hắt giữa dành môi. Chỉ một đêm thôi, rồi mai này đôi ngả. Bây giờ cũng dày dặn nắng mưa, tôi cũng xong
kiếp giang hồ phiêu lạc. Đời người con gái đã không tròn tuổi mộng thì có còn gì trao gửi bản thân chung. Ngày buồn dài lê gió lạnh đâu tìm về, làm rét mưa qua sông len vào hồn, làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì yêu góp nhặt ân tình này, gửi giúp đến cô nhân mua đồ và xin đi kỷ niệm một đêm thôi. Tiếng chuông đổ ngân nga là giờ phút biệt ly, mình còn gì nói nơi em xin góp lại mơ tốt phong sơn trên đôi bờ vai nhỏ và từ anh không hẹn buổi tao phùng. Em đi về đâu trong sương khói lạnh lùng, một cánh thứ ban giám khảo, sau phần thi song ca vừa rồi của Phước Quang và Ngọc Yến thì các anh chị trong ban giám khảo cảm nhận như thế nào? Xin mời chị Thanh Hằng. Nói đến cái bài song ca Tân Cổ Giao Duyên Nửa Đêm Ngoài Phố này thì lại bước vào một bước nữa là Quang lại có một cái chất giọng cũng vẫn giữ vững, là coi như là cũng giống anh Năm Minh Phụng rất là nhiều luôn, cũng rất là giống. Nhưng có sợ là cái chuyện hơi khớp, cái đó là cái chuyện đó là đương nhiên rồi. Tại vì Quang đâu phải là một người nghệ sĩ đứng thường xuyên trên sân khấu đâu. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Em cứ yên tâm đó đi, không sao đâu. Ráng cố gắng bình tĩnh hơn nữa. Hy vọng rằng là Quang sẽ được vào trong nữa để Quang sẽ thể hiện thêm những cái trích đoạn. Chị rất chờ mong để nghe một cái giọng ca vàng, gọi là giọng ca vàng của chú Năm Minh Phụng nha. Cảm ơn Quang. Ngọc Yến, năm nay con mới có 16 tuổi thôi, con chưa thoát ra được hết, mặc dù là con rất rất là thần tượng cô Phượng Hằng, đúng không?
con rất là thần tượng của Phượng Hằng, nhưng mà có những cái kinh nghiệm và trải nghiệm cho trong cái những cái ưu điểm của cô Phượng Hằng con chưa có nắm vững vàng mấy. Phượng Hằng khi mà tống cái hơi lên để mà ca vào câu giọng cổ đó, Phượng Hằng lấy cái lực. Thôi thôi ông ơi. Đó, coi như có những cái chữ mà Hằng coi như là Hằng chạy chữ có, rồi gịch trở lại ngân lại, rồi luyến lên rồi đều lái xuống đó. Đó cho nên Hằng có rất nhiều cái kỹ thuật rất là đặc biệt lắm. Và mà để có được cái kỹ thuật mà luyến lấy mà đẩy lên xong rồi lèo lái xuống giống như chị nói thì phải là một cái làn hơi rất là khỏe đúng không ạ? Khỏe mà lại có một cái sự là rèn luyện, một cái sự rèn luyện để lấy hơi và giữ hơi, con phải ráng cố gắng nhiều thật nhiều nữa. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Chào hai bạn. Quang ơi, chị Mỹ hỏi Quang nè, nếu mà bình thường đó mà em đừng có ca giống thần tượng của em á, em ca khác hay là lúc nào em cũng ca giống thần tượng của em? Dạ chắc ca là giống. Hễ mà ca là giống mà phải không? Là vì quá thần tượng luôn. Và cái cách ca của em là nó cũng giống vậy phải không? Cho nên là trong cái bài Tân Cổ Giao Duyên này, tuy không phải là cái bài để đời của chú Nam Minh Phụng, nhưng mà cái cách ca của em á, em xử lý, em lấy những cái của chú Nam Minh Phụng em xử lý cho cái bài hát của em, cho nên là chị Mỹ thấy rõ là em thần tượng chú Minh Phụng. Và trong cái cách em ca nhạc cũng giống nữa, chứ không phải là ca giọng cổ không. Cho nên là chị Mỹ chúc mừng Quang và giữ cái phong độ này nha. Cảm ơn. Còn riêng bé Yến, Yến ca rất hay, rất ngọt, giọng tốt lắm. Nhưng chị Mỹ thấy em hóa thân chị Phượng Hằng chưa được ha. Có cái câu 2 mà dứt câu 2 á, thì cái ngân thì em, chị Mỹ mới phát hiện em giống chị Phượng Hằng cái ngân đó thôi. Cố gắng chị Mỹ mong chờ ở vòng sau em có thể ca đơn một mình em, thì có thể em lấy cái bài nào mà nặng ký cũng như là cái bài để đời của chị Phượng Hằng để em ca, để em bật ở cái vòng sau để cho ban giám khảo và quý vị khán giả thấy em hóa thân chị Phượng Hằng giống nhiều hơn nha. Dạ. Cố gắng nha cưng nha. Em thấy chị Phượng Hằng á, thường là cái cách ca của chị tống hơi, chị bắn ra rất là mạnh và từng chữ của chị nó rất là sắc. Sắc bén từng lắm. Từng chữ một nó tròn trịa và nó rất là sắc, nó rất là mạnh luôn. Mặc dù là cái kỹ thuật chỉ ở cái hàng thượng thừa rồi, cho nên là mặc dù là tống cái hơi ra mạnh, nhưng mà cái chữ chị phát ra nó vẫn mềm mại, nó vẫn ngọt ngào. Trời chị ơi, Phương Hằng á, trời cho chị có cái giọng ca đẹp rồi. Cái sức khỏe của chị tốt nữa, cái lực của chị tốt lắm. Mà đặc biệt á, theo Mỹ biết, Mỹ hỏi chị Phượng Hằng và chị Mỹ, chị Phượng Hằng không giữ hơi ở bụng, mà chị Phượng Hằng giữ hơi ở ngực. À. Chị giữ hơi ở lồng ngực của chị. Dạ. Đó là cái riêng của chị. Dạ, nếu như vậy thì bây giờ thử bé Yến hát lại một câu đi. Hát lại một câu mà mình giữ hơi ở ngực và mình phát cái hơi ra nó mạnh hơn, cái chữ nó sắc hơn, để xem coi như thế nào nha. Tiếng chuông đổ ngân nga là giờ phút biệt ly, mình còn gì nói. Đó, giọng đó. Nói em xin góp lại mớ tóc phong sương trên đôi bờ vai nhỏ và từ anh không hiện bụi tao phùng. Đó, cái này em hơi giống nhiều hơn hồi nãy nè. Nhưng bây giờ em vô câu em cổ này chị thấy có. Tuy không có nhiều nhưng mà chị thấy có. Dạ. Nha, cố gắng nha cưng, giữ cái này rồi mình học tiếp. Xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Đối với tôi không có phân tích mà nhiều. Dạ. Tôi chỉ nói là anh Quang anh ca giống Minh Phụng lắm. Cảm ơn. Những cái dấu sắc đó, những cái ếm hơi đó, đó đưa lên mũi. Mà ta thường nói là giọng của Minh Phụng là giọng kim pha kẽm đó. Kẽm không? Kẽm là nghe nó bén, nó sắc, thé thé đó. Kim mà còn kẽm nữa. Đó, kim là đó. Vàng thôi. Vàng thôi. Nhưng mà vàng mà pha kẽm là nó gõ gì nó nghe nó thé thé đó. Nhưng mà cái thé thé đó là một cái đặc trưng riêng của anh Minh Phụng. Thé thé nhưng mà nó rất là ngọt ngào, chứ không phải là thé thé như cái thùng thiết. Anh Minh Phụng anh có cái đó mà không ai bắt chước anh được hết. Còn Phượng Hằng, tại sao con không có ca giống Phượng Hằng con biết không? Dạ không, con chú góp ý giùm con. Tại vì Phượng Hằng á, chị Phượng Hằng là giọng mũi và chị có một cái giả thanh rất hay. Cái giả thanh của chị khi mà chị đưa hơi gió lên là không có bao giờ mà tụt hết. Cái giả thanh của chị nó gần giống như là một cái tiếng chuông vậy đó. Mặc dù là người ta giả thanh là hơi người ta mỏng lắm,
chị Phượng Hằng, cái giả thanh của chị rất là mạnh luôn. Chị lợi thế được cái điều đó. Còn con không có cái giả thanh đó. Nhưng con lại thần tượng chị Phượng Hằng quá đi. Cho nên là con mới đi thi là nghệ sĩ thần tượng. Cảm ơn các vị trong ban giám khảo. Anh xin đưa em về miền quê hương yêu dấu. Anh xin đưa em về miền quê hương tuyệt trần. Cành treo tuốt trên cao, ánh sao chân muôn ngọn nở. Lập lòe đơm đơm hoa đang rương dâu. Về miền quê hương tươi thắm với niềm vui trái theo từng bước chân trên đường xa thăm thăm nhịp cầu tre xinh xắn kia rồi. Lòng dâng cao niềm xúc động bồi người ly xứ trở về quê. Hàng tre nghiêng mình che bóng mát, mùi lá thơm nồng như mùi vị quê. Bầy sáo hiền lành nhảy múa tung tăng, ca hát xôn xao như chào như dùng quê hương yêu dấu bằng những bước đầu tiên mà như từ lâu lắm quen rồi. Quê hương ôi tươi thắm tuyệt vời. Anh hãy chờ em cởi dài đi chân đất cho thân thể này gắn chặt chiều tàn rồi đón đón lươn ở đầu thôn trên trời cao vàng vì sao thắp nên mảnh trăng quê sáng soi mùa hoa chúc cho anh rước tình về với quê. Tình làm chung quê em
anh sẽ đưa em qua dòng sông nhỏ, rồi hai chúng mình qua mấy mảnh vườn ngồi ở cầu ao, rồi kể cho em nghe chuyện thờ ông thơ, hình ảnh quê hương những ngày ấm mây lên, để hai chúng ta có cùng chung dị dàng, gắn chặt tình thương vào mảnh đất hiền lành. Rồi hai chúng mình tay lại nắm tay, ta dắt dìu nhau trên con đường nhỏ. Em có thấy không, kìa tận đằng xa đó, mái tranh vàng nằm dưới đám cao xanh. Không biết mẹ ngủ say rồi hay còn thao thức năm canh, để chờ đợi thằng con bay lâu xa xứ. Sẽ nép mình sau vách lá mà ngồi mẹ, mẹ ơi con của mẹ nay đã về rồi. Anh sẽ chờ nghe từng bước chân quen thuộc và giọng nói ngọt ngào mà tràn ngập niềm vui. Em sẽ cúi đầu xin mẹ hiền chấp nhận cho em làm dâu của người và làm con của quê. Trời ơi, không bao giờ nghĩ đây là hai thí sinh đang thi, mà cứ nghĩ đây là anh Hai Minh Cảnh và chị Thanh Kim Huệ đang hát. Quang nè, từ cái nói nè, từ cái ca, từ cái sắp nhịp, không sai chú Minh Cảnh một chỗ nào hết trơn với cái bài hát này. Quang giống, quá giống luôn. Chị Phương Huệ thì cái hơi chị quá khỏe. Dù cái hơi mạnh chị tống lên cao, nhưng mà chị không có để cho mất cái giống thần tượng của mình là chị Thanh Kim Huệ. Cho nên là hai bạn phải nói là không còn chỗ nào để cho Mỹ soi nữa. Nếu mà soi là chỉ có khen thôi. Hai bạn rất là xứng đáng. Xứng đáng với một cái chủ đề là nghệ sĩ thần tượng. Không phải ai mà thần tượng mà là sẽ ca giống như vậy được đâu. Các bạn đã làm được như thế này thì phải nói là đáng quý và đáng trân trọng lắm. Đúng thật là Nguyễn Quang ca rơ của Minh Cảnh nó được 90% cái rơ của anh Minh Cảnh rồi. Nhưng mà có một cái điều mà cần phải giống hơn một chút xíu nữa, đó là anh Minh Cảnh điệu. Ảnh điệu trong những câu nói, ảnh điệu trong những lời ca. Vì vậy cho nên là có cái câu vừa rồi rất tình về với quê hương đó, cái câu nói của ảnh đó nó ngọt ngào hơn một chút, nó nhõng nhẽo hơn một chút. Mới ra là Minh Cảnh, đó là đặc trưng của Minh Cảnh. Nhưng mà hồi nãy em làm cũng gần giống rồi đó. Gần thôi. Bởi vì anh nói là nếu như là Nguyễn Quang chỗ đó mà nhảo một chút, điệu một chút nữa, đó là những gì mà anh muốn góp ý Nguyễn Quang thôi. Còn Huệ thì anh nói thiệt với em là cái người mà phải nói là đến thời điểm này á, là em là người ca giống chị Huệ nhất. Nhưng cũng có một cái anh cần góp ý em. Hay là hay rồi đó, nhưng mà nhớ là chị Huệ chỉ không ca lực như em. Dạ. Thì em làm sao để cho người ta nói Phương Huệ ca giống Thanh Kim Huệ quá trời, nó nhẹ như là Mãi Long Hồng vậy đó. Đó mới gọi là Thanh Kim Huệ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Dạ, cảm ơn các vị trong ban giám khảo và chúc mừng Nguyễn Quang với chị Phương Huệ đã hoàn thành rất là tốt phần thi của mình. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt bên mưa quay. Em giang tay, em xe hà tay, chẳng thể nào xua tan mây, chẳng thể nào mà che. Rung sợi
rụt sợi nhớ mây đang dồn xanh nghiêng sương đông mà che mưa anh nghiêng sương tay xòe bóng mát giọt trời thương ấy mây màu xanh trường sáng bao la hùng vĩ đêm trăng đêm nghe giọt mưa gõ nhịp đều tí tách đêm nhớ đêm thương về anh yêu dấu muôn đơn anh muôn hồn anh cho lửa tình yêu ấm phương trời. Ôi kỷ niệm tình yêu như con sông dậy trong lòng xin hát người nghe một đoạn tình chung thủy qua những ngày đánh giặc giữa đồi núi chập trùng mấy khói dây quanh em bên đông anh bên tây ôi rớt trời thương nhớ thương anh nhiều bởi lắm nỗi gian trung xót rét miên man bơm thù gắn phù dọc trường sáng rừng người suối ngược ngày nắng đêm mưa những bước chân rầm rập lên đường người chiến sĩ giao liền trung dũng ngoan cường có những lúc đói cơm thiếu muối một dĩa rau rừng bắt đầu từ cuộc đưa quân em bị trọng thương anh đưa em về hậu cư rồi thời gian thắm dần cái nghĩa yêu thương cho em đợi em chờ thương nhớ về anh rung sợi thương ấy mây trăm mài lợp rung sợi nhớ mây đang dồn xanh nghiêng sương đông mà che mưa anh nghiêng sương tay xòe bóng mát rợp trời thương ấy dài gian khổ nhưng em
Dạ, mệt phải không chị? Không phải, khang tiếng. Khang tiếng, nãy cuốn nước mắm chưa? Nãy cuốn nước mắm chưa? Huệ ơi, quý quá Huệ. Dạ. Dạ, cảm ơn. Tại vì khi mà ngồi lắng tai nghe Huệ ca rồi mới thấy cái sự giá trị của một người mà em đã thần tượng. Em thấy một câu vọng cổ trong đó nó có rất là nhiều chữ và nhiều dấu. Dấu sắc, dấu quyền, dấu hổ, dấu ngã, dấu nặng và cái chữ không dấu. Mà mỗi một chữ chị Thanh Kim Huệ chị đã dùng mỗi một chữ đều có một cái cách khác nhau hết. Dạ cũng khó đó chị. Khó lắm. Dạ khó lắm. Rồi nhịp nhàng nữa. Phải nói là hay lắm Huệ. Đáng khen chị lắm. Mặc dù là chị cảm mấy ngày nay, phải không? Nghe nói là chị bị cảm. Rồi bây giờ ca đó là cũng nghe rè. Nhưng trong cái rè đó chị không quên để làm cho giống chị Thanh Kim Huệ. Đó là một điều đáng khen đối với chị. Nhiều khi là cố gắng. Giống như là mình khang cái mình cảm thấy vậy cái mình bị tuột luôn á. Nhưng mà chị không, chị vẫn giữ. Và những cái nào mà của chị Huệ xử hơi gió thì chị vẫn cố gắng chị làm. Tuy nó mũi nó chảy xuống làm cho chị hơi rè một chút thôi. Nhưng mà có những đoạn á, là rất trong. Rồi nói chung là chị xử lý giống như chị Hằng nói, dấu quyền, dấu ngã, dấu nặng, dấu sắc và không dấu. Không chị dấu. Đều xử lý đều được hết. Chữ nào cũng xử lý hay thiệt. Hay quá. Cố gắng nha chị nha, về đang uống thuốc nha. Dạ. Xin mời anh Kim Tư Long ạ. Kim Tư Long chỉ muốn nói một cái điều là tôi rất là ngưỡng mộ và tôi rất là yêu thương chị Thanh Kim Huệ của tôi. Chỉ là người đầu tiên đi qua đoàn cái lưng tuồng cổ Minh Tơ xem Long hát. Hát xong nói anh Thanh Điền, anh làm sao kêu cái trẻ đó về. Mà lúc đó là không biết, Long thật sự là Long chỉ hát tuồng cổ thôi, không có qua xã hội được. Có trọc thông trong trường thôi, nhưng mà để mà thực tế thực hành trên sân khấu chuyên nghiệp á thì chưa dám. Giờ mà chỉ nói anh Thanh Điền đưa Long về đó và chỉ là cái người viết bài cho Long hát, viết tuồng cho Long hát và chỉ cưng Long dễ sợ. Có một cái điều mà chỉ luôn nói với Long, em ơi chị viết như vậy nhưng mà em phải ca nhịp nhàng, phải trẻ, phải làm sao cho người nghe, người ta nghe người ta phải theo mình. Chứ đừng có để cho cái bài vọng cổ nó bị lì lì, ca lì lì, chỉ đó là ca lì lì. Đến với chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng là phải vậy. Phải lấy những cái gì mà hay nhất, vậy là ưu điểm nhất của người thần tượng đó mình show ra là mình thắng. Nhưng mà ngày hôm nay mặc dù đằng khang nhưng mà vẫn là dáng dấp giọng hát của chị Thanh Kim Huệ. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng chị Phương Huệ. Cảm ơn. Đuốc lồ ô bập bùng bên anh lửa sọc bom to luôn ra tiếng chài khoa bông con ra dòng để ông đưa giá gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa tiếng cười vui đầy lùi đến vắng nghe có ai đi về phía những hàng cây mời vô đây cùng nghe khúc nhạc hay khúc nhạc đêm nay dùng nhịp đêm bằng chài khúc nhạc đêm nay dùng nhịp đêm bằng chài bóng ai thấp thoáng dưới trăng có vạn dải phóng quân về thăm tôm nhỏ để nhớ lại ngày nào sóc bơm bo còn mịt mờ trong khói lửa người bơm bo sống giữa cam ngơ. Các anh đã dựng lại túp lều tranh trên đổ nát điêu tàn nghe vang dòng tiếng chài gõ nhịp anh mỉm cười rồi cho dạo bước ca nhau chén rượu cần em mang đến mời anh
tiệc hơn xa những tình nghe đậm đà. Kể từ ngày anh đi chiến đấu miền Nam, tính đến nay đã bốn mùa lá đỏ. Cùng các tiếng ngót chào anh người chiến sĩ yêu hùng. Nhạc suối đâu đây như rộn rã vui mừng. Lửa lò ấm lòng người lính trẻ khi trắng thuộc từng lấp lánh giữa ngàn cây. Mấy năm rồi anh mới nghe vào đây, anh có thấy xóm làng nay đổi khác, sao bơm bơ lại vang lần tiếng nhạc, lần tiếng chài giả gạo cuối trời khuya. Riêu rít em tiền anh ra cầm làng với đôi mắt thân tương. Giặc tan rồi anh lo xây dựng lại quê hương cho đất nước thêm giàu thêm đẹp, cho sóc bơm bơ lại rộn ràng tiếng nhạc và tiếng chài giả gạo lại vang ba. Mai mốt có ghé vào đây lại đàn anh bát ngư và anh nghe cùng hát của năm nào. Bản hùng cam đã dạy các em khi tạm dừng bước trên đường chiến đấu, mong anh bước nèo chuông dài theo những nhịp dài vang vọng núi rừng. Thanh Kim Huệ xin cảm ơn quý vị nhiều lắm. Dạ chào cô Thanh Kim Huệ. Mái tóc huyền thoại đây rồi. Nhìn cái mái tóc này thì chúng ta nghĩ ngay đến cô Thanh Kim Huệ. Với cái mái tóc này trong suốt bao nhiêu năm đã trở thành một cái hình tượng mà không thể phai trong lòng khán giả. Và ngày hôm nay với cái phần hóa thân của anh Dương như thế này thì không biết rằng các vị trong ban giám khảo cảm thấy như thế nào ạ? Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Dễ thương quá à. Làm cho ba giám khảo này hơi ngậm ngùi một chút khi nhớ tới một người chị, một danh ca của ngành sân khấu cải lương, nữ nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Nhưng hôm nay trên sân khấu nghệ sĩ Thần Tượng, một thí sinh anh Dương đã hóa thân một hình tượng của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Cũng trong tà áo dài này và cũng cái kiểu áo dài này và mái tóc đã đi vào huyền thoại của chị Thanh Kim Huệ hiện hiện ở đây, làm cho ba giám khảo ngậm ngùi lắm. Và hơn nữa là anh Dương đã thể hiện cái bài này rất tốt, giống lắm, giống chị Huệ lắm. Nhưng mà có một hai chỗ nha, nếu như em ca kỹ lại một chút sẽ còn giống hơn nữa. Thí dụ như là cái câu một á, mùa lá đổ, là chị đi cái chữ đổ đó vậy.
đó. Đó, chị đi cái chữ đó nó vậy. Rộn ra đó là chị ngân một chút chỗ đó. Thì là cái những cái nốt đó là những cái cách ca đó là của chị Thanh Kim Huệ. Em chỉ thiếu một chút đó thôi, nó ổn thôi. Em có cái của em ha. Nhưng mà cái âm thì vẫn giống chị Huệ, nhưng mà nếu mà em thêm một chút xíu đó nữa thì anh Dương sẽ tuyệt đối hơn nữa đó. Nhưng mà nói gì thì nói, một bài hát tiếng chày trên sóc Bumbo, nói tới bài đó là ai cũng đều biết tới chị Thanh Kim Huệ. Và hôm nay em đã thể hiện rất là hay, rất là tuyệt vời. Chị Mỹ chúc mừng em. Dạ con cảm ơn. Dạ cảm ơn giám khảo Tài Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Chị nghe những lời nói của chị Thoại Mỹ, và khi lắng tai nghe anh Dương đã hát như thế, nước mắt chị nó chảy ra, nhưng mà chị phải ngước lên để cho nước mắt nó chảy vào. Tại vì chị rất là, phải nói, xúc động vô cùng luôn. Cảm động lắm. Với một nhân tài trẻ như thế này mà em lại quá sức thần tượng một người chị, một người danh ca của sân khấu. Sân khấu cải lương, phải nói thật sự rằng là chị không tưởng tượng được, ngay cả chính bản thân của các chị đây, có thể rằng là nếu mà nói rất là thần tượng chị Thanh Kim Huệ mà tụi chị còn ca không được. Ca không được nữa. Nhưng mà chị không ngờ rằng là có một thí sinh như thế này mà ca coi như là cũng gần như là chính xác. Ngay cả đến khi em ca, em không còn phải là anh Dương nữa mà hầu như là chị Thanh Kim Huệ đứng trên sân khấu. Và ban nhạc đàn theo cái giọng ca của Thanh Kim Huệ. Cho nên hồi nãy em đó chào đó chị Thanh Kim Huệ, xin chân cảm ơn quý vị đó. Nó hòa quyện với nhau mà chị tưởng tượng như hôm nay chị đang ngồi và đang nghe chị Thanh Kim Huệ hát. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Dạ, đó là những cảm xúc của giám khảo Thanh Hằng khi xem phần thi của anh Dương. Xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Tôi quá ngạc nhiên khi với một cái bộ trang phục áo dài với một mái tóc bước ra là tôi chấm 10 điểm rồi đó. Rất là dễ thương. Nhưng như hồi nãy anh Kim Tử Long có góp ý em về cái câu xuống đó, đúng là em đã bị quen rồi, quen với cái cách đó rồi. Nếu như là thu âm bài này và phát ra ở một cái làng nào đó với một cái loa sắt á, thì chắc chắn người ta sẽ không bao giờ người ta nghĩ là em hát đâu, mà ta nói là Thanh Kim Huệ hát. Nhưng để xuống câu giọng cổ thì người ta sẽ nói rằng ừ, cái này không phải Thanh Kim Huệ liền. Vì vậy cho nên là em nếu được vào vòng trong, hãy luyện làm sao mình bỏ cái đó đi. Giữ cũng được nhưng mà ít thôi, tại vì cái xuống đó nó không hay. Chị Huệ, chị như anh đã nói lại một lần nữa, chị Huệ chị ít lắm. Ít để mà có thể là chị dùng cái xuống đó. Mà cái chính của chị em phải về nghe thì em sẽ toàn mỹ hơn ha. Còn hôm nay em rất là duyên dáng, sau cái chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng này rồi á thì em sẽ được rất rất là nhiều người biết đến em, và rất rất nhiều người sẽ gọi em đi show nhiều hơn để lo trang trải cho gia đình và có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Dạ. Kêu chú tôi già quá. Dạ, cho em có một phần chia sẻ là bộ tóc này, bông tai này và cái màu môi này là chính đồ của cô Huệ luôn. Đồ của Huệ luôn hả? Dạ, chính đồ của cô Huệ. Mái tóc này cô Huệ thường đổi. À, rồi ở đâu em có? Cô Huệ để lại. Như vậy là trước đó em có quen biết với cô Huệ hả? Con cũng xin chia sẻ là con biết cô Huệ á là qua bên chị mạng online. Rồi con có gặp cô Huệ một lần ở dưới quê. Lúc nhỏ con muốn người dạy con học lắm, nhưng mà không có ai dạy con biết nhịp nhàng gì hết trơn á. Rồi khi con hát được bập bẹ, rồi con biết được tới mạng. Rồi khi mà tìm được tới cô Huệ con hát, con gửi cô Huệ góp ý cho con mới được như ngày hôm nay. Rồi trước khi lúc cô Huệ mất. Cô Huệ có để là tất cả tóc tới trang phục, cái màu son này luôn, vào cái bông tai. À, cô Huệ cho con hả? Dạ. Ừ, chắc có lẽ đây là một cái gì đó nó duyên, một cái duyên phận gắn liền cái giọng hát của anh Dương với lại chị Thanh Kim Huệ. Thôi thì cái gì nó đã qua rồi, mình cứ để cho nó qua và đem lại những cái gì thầm kín yêu thương nằm trong trái tim của mình.
chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng luôn luôn đón chào và ủng hộ cho những ai luôn luôn thần tượng những người nghệ sĩ mà mình yêu mến. Dạ. Con xin cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng anh Dương đã hoàn thành phần thi của mình rất là tốt nhé.